chào các bạn, là mình đây. Thì trên đường đi làm về mình ghé ngang cái tiệm này. Cái tiệm này là cái tiệm bán những cái dụng cụ đồ đạc trong nhà. Thì mình tính là ghé đây để mình mua thêm mấy cái gối. Tại vì trên phòng, trong phòng của mình thì chỉ có hai cái gối thôi à. Với lại nó cũng cũ rồi nên mình muốn kiếm mình mua thêm mấy cái gói mới nữa. Thì cái tiệm này tên là Home Good. Nó bán những cái đồ dành cho gia đình, gồm có tủ, bàn, ghế, kệ, chén, dĩa, mền, gói, các thứ. Nó có đủ loại hết à. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái gói. Ngay đây là khu vực bán gối. Mình sẽ tìm mua mấy cái gối ở đây. Không ôm anh như lần đầu tiên em đến. Dạ. Sao không ôm anh như ngày nào còn lưu luyến. Nó là 28 đồng. Xong rồi ở đây giá bán của chỗ này là 20 thôi. Nó bớt mình được khoảng 8 đồng. Sao không vui lên như một thời bao thương mến. Thì mình thích những cái gối mà màu trắng hoặc là màu tối một tí. Mình không thích giống như màu vàng, một màu đỏ, màu cam như mấy cái này. Thì trước giờ mình cũng chưa mua gối bao giờ hết. Hồi đó thì mua nguyên một set luôn thì nó có sẵn gối nệm ra giường rồi trong đó. Còn bây giờ mấy cái gối mình nó cũng cũ rồi. Cái gian bán gối đây thì nó nhiều, nó đủ loại, đủ giá cả hơn là ở trong chợ Quá Mạc. Nếu mình muốn mua những cái thiết bị dụng cụ trong nhà thì mình vô cái chỗ Home Good, một cái tiệm ở gần chỗ làm của mình. Mình không biết là những tiểu bang khác họ có cái tiệm vậy không. Nhưng mà ở tiểu bang mình thì có cái Home Good. Home là nhà, Good là hàng hóa, vật dụng hàng hóa. Thì nãy giờ mình đi lòng vòng trong đây mình thấy có đủ loại ha. Mình đã vô cái tiệm này rồi, mấy lần rồi. Nhưng mà chưa bao giờ mình mua gối hết. Mình chỉ mua khăn, rồi mua những cái tấm rèm để che cho cái bồn tắm. Vậy thôi. Còn những đồ đạc khác thì giống như chẳng hạn như là gối. Thì mình thấy mới đầu giá nó cũng mắc lắm. Nhưng mà mình cũng so sánh giá trong mấy cái chợ khác thì mình thấy trong đây đồ bán cũng ok. Giá có mắc hơn tí xíu thôi. Nhưng mà được cái là nó đẹp. Cái kiểu dáng, cái hoa văn nó đẹp. Nãy giờ mình xem giá rồi thì nó nằm trong khoảng từ 14-15 đồng cho tới 25-30 đồng. Home Accent. Những cái gối nó cứng. Mình thì mình thích những cái gối nó cứng, nó không có mềm quá. Mình nằm nó không có bị xẹp xuống á. Tại mình thích nằm cao á. Nên mình sẽ kiếm những cái gối nào mà cái bông gòn ở trong nó dày một tí xíu nữa. Khi mình nằm thì mình không có bị lúng xuống. Ở đây nó có nhiều mẫu lắm. Có những loại mềm, có những loại cứng. Rồi mình thì thích màu trắng nè. Gối này nó cũng cứng nè. Không có điều cái dãy nó hơi trơn trơn. Mình cũng hay dị ứng với cái gì mà nó trơn trơn. Không phải dị ứng gì hết nhưng mà mình thích nó sần sần tí xíu, cầm nó chắc tay, nó không có bị rớt, nó không bị trơn. Cái này thì nhìn kiểu nó cũng đẹp nè. Nhưng mà để mình coi cái giá nó bao nhiêu. 16.99 đồng. Cũng được nhưng mà cái này thì mình chỉ nằm được một bên thôi. Ở đây. Còn bên này nó có mấy cái nút nữa. Nên mình không có nằm lên trên đây được. Mình nghĩ chắc này quả tiếc thôi. Không biết phải kéo gối không. Nhìn nó mà dính luôn. Vậy là mình quên nữa. Chút xíu nữa mình kiếm mình mua cái mền nữa.
Lúc trước mình có mua 2-3 cái mền ở trong đây nè, không phải loại nhung nhưng mà cái loại mà bằng, chút nữa để mình gặp mình chỉ cho, nó giống như cái dãy bố vậy, giống như vậy nè. Thì lúc trước mình ở apartment thì mình giặt đồ ở ngoài rồi xong rồi bị mất đồ, nên bây giờ mình sẽ kiếm mình mua cái mền, mình cũng chợt nhớ ra thôi. Chứ lúc đầu mình chỉ tính vô đây là mình mua cái gối thôi. Đó, thì cái mền nó là giống vậy nè. Nó không phải là bằng nhung mà nó giống như vải bố vậy. Còn cái loại nhung thì nó vậy nè. Cái vải nó bóng bóng vậy nè, mà nó mềm, nó mềm lắm. Còn cái này da nó hơi thô tí xíu. Nhưng mà mình lại thích đắp những cái mền vậy. Luxury. Bên đây nè. Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm. Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm. Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm. Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó. Bây giờ thì mình cũng chưa tìm được cái mền nào ha. Muốn đi vòng vòng trong đây quay nhưng mà mình cũng không biết làm quay cái gì trong đây nữa. Tùm lum đổ hết à. Mong em là tất cả và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Cái này là mấy cái đồ khô á. Nó làm để mình trang trí, mình bỏ cho cái dĩa hoặc là bỏ trong những cái keo thủy tinh, lọ thủy tinh á. Thì cái này mấy cái này nó có mùi, giống như nó tẩm mùi trong đây nè. Xong rồi mình bỏ trong cái nhà vệ sinh của mình á. Nhà tắm, toilet gì đó, thì nó thơm. Hoặc là mình bỏ trong phòng của mình cũng được. Mình bỏ trên cái bàn trong phòng khách á, thì nó làm cho cái phòng mình thơm đó. Ở đây bông hoa được cũng có nữa, để mình trang trí, mình trưng bày trong nhà mình á. Rồi nó có mùi nữa. Mình có thể mua mấy cái này mình bỏ vô. Nó có đồ hết cho mình, mấy cái lọ keo thủy tinh đồ ở đây. Cái này là trái cây nè. Còn mấy cái này là thông, là gỗ gì đó. Mình trang trí lên cái dĩa của mình. Cái gian này nó bán những cái nến thơm nữa nè. Cái nổi tiếng là cái Yankee Candle. Nhưng mà ở đây thì nó bán đủ loại ha. Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề. Nến thơm, đèn cầy thơm. Hôm nay là 31 tây tháng 8, chuẩn bị bước sang tháng 9 rồi. Xong rồi 31 tây tháng 10 là Halloween, là mình còn khoảng 2 tháng nữa. Thì đây nó có bài bán những cái đồ vật dụng trang trí cho Halloween á. Thì mình mua về nhà mình treo. Cái này để mình treo trước cửa của mình nè. Treo trước cửa. Hoặc là trong giường mình trang trí, mình cắm những cái con vật Halloween, mấy cái chổi phù thủy. Halloween xong, sau Halloween sẽ đến Thanksgiving, lễ tạ ơn. Nó cũng có những cái đồ cho lễ tạ ơn luôn. Nhưng mà trước hết thì là dành cho Halloween trước. Đó, ở đây. Thì bên đây nó có để dòng chữ Halloween nha. Lật ngược lên để mình quay ngược cái máy lên, quay cái chữ Halloween. Mình có thể mua mấy cái đồ này mình về mình trang trí trong nhà của mình. Giống như có tiệc gì đó, mời bạn bè tới, làm một buổi tiệc Halloween, mình sẽ trang trí mạng nhện, rồi bột xương. Mấy cái pumpkin này thì mình có thể bỏ ngoài giường của mình cũng được. Mình trang trí treo đèn lên, tối nó nhấp nháy, người ta chạy qua nhà mình, người ta thấy. Rồi những cái tấm mộng view có, những bộ xương người cũng có. Mình sẽ cho các bạn xem giá của cái bộ xương này nha. Mình nghĩ cái bộ xương này nó bằng đất sét, bằng đất nó cứng lắm chứ nó không phải bằng mũ, bằng nhựa đâu. Thì cái bộ xương này nó bán với giá là 49 đồng 99, là 50 đồng.
để mình mua về mình có thể bỏ trong cái giường của mình á. Mấy cái này cũng vậy nè. Ở bên đây là cái này nhìn quen quen, mấy con zombie chắc. Đó. Rồi có những cái costume, có nghĩa là những cái đồ hóa trang cho con nít. Thì ở đây nó không có nhiều. Có một cái chỗ gọi là Halloween City, hoặc là cái chỗ Party City thì nó bán nhiều đồ hóa trang hơn. Thì ở đây nó chỉ bán một góc thôi, đồ con nít thôi, chứ người lớn thì không có. Đó, bên đây nè, phù thủy đồ, những con mèo. Giá thì không rẻ đâu. Cái pumpkin này á, mình mua về mình chơi thôi, nhưng mà giá nó là 25 đồng đó. Cái quả cầu phù thủy, quả cầu phù thủy này giá nó bao nhiêu? Quả cầu phù thủy này giá 13 đồng. Cho em môi hôn tay ôm khó khăn sao vì sao, bao nhiêu thương xưa nay trôi nơi đâu. Mong hôm nay cái tiệm này cũng vắng. Mấy lần mình đi thì cũng vắng, nó không có đông khách lắm. Nhưng mấy cái đồ trong đây thì đẹp thiệt, nhưng mà so với giá ở chợ Quá Mạc hoặc là những cái chỗ khác thì nó hơi mắc hơn tí xíu. Nhưng mà nó đẹp, nó đẹp. Trong đây là nó bán về những cái dụng cụ trong phòng như là gương, đèn ngủ, bàn ngủ, những cái bàn mà mình để đầu giường của mình á. Đó, rồi những cái kệ cũng có. Gỗ đây rất là tốt. Giống như cái tủ, cái kệ này là giá gốc của nó là 750, 750 đô. Thì cái tiệm Home Good này nó bán 499 đô. Thì gỗ nó chắc chắn, nó không phải là dán ép. Mình không có coi được ở trong, nhưng mà mình có thể thấy những cái sớ gỗ đó không phải là người ta ép. Thì theo con mắt thường mình thấy thôi nha, chứ mình không có, không phải là một người chuyên môn, hoặc là cũng không phải rành về đồ nội thất nữa. Nhưng mà so sánh cái gỗ thì nó tốt hơn cái gỗ của đồ mua trong IKEA. Thì đồ trong IKEA là đồ dán ghép, dán ép. Thì hiện tại mình đang ngồi xuống, mình quay. Mình có thể nhìn nguyên cái cảnh ở đây. Cái này là phía sau của cái tiệm này, thì người ta trưng bày những cái đồ nội thất đồ. Ở phía sau mình thấy có cái nhà kho nữa, đi ra ngoài đó, đồ ngoài đó. Nhưng mà trong đây người ta mua đồ lấy cái phần nó đi rồi, thì ngoài sau người ta sẽ mang ra cái phần khác để người ta trưng bày. Thì lúc đầu mình vô đây mình chỉ tính là đi vô mua cái gói xong mình đi ra thôi, chứ mình không có tính quay phim lại. Nhưng mà thôi, sẵn có camera đó, mình đi đâu thì mình sẽ mang theo để mình quay cho các bạn xem. Những cái sinh hoạt bình thường thôi. Thí dụ như mình hôm nay mình ở nhà mình cần gói thì mình đi mua gói. Rồi mình vô đây mình mua gói, mình chợt nhớ là mình cần thêm cái mền nữa thì mình đi sẵn mình mua luôn cái mền. Mình thì không phải là cần cái gì thì đi kiếm cái đó thôi, chứ không có giống như tìm đồ rẻ hoặc là đồ sale để mình mua. Thì có những cái đó thì tốt thôi, nhưng mà thí dụ như trong lúc mình cần thì mình mua, chứ đợi đồ rẻ, đồ sale thì mình thấy vậy. Mình thấy nếu mà mình cần thiết, mình thấy cần thiết cho cuộc sống của mình thì mình bỏ tiền ra để mình mua thôi. Ở đây nó bán những cái thảm bự nè. Mình không nghĩ cái thảm này để người ta trải thảm trong nhà đâu, tại vì trải thảm trong nhà là nó khác nữa. Cái này giống như mình có một cái phòng bự vậy, xong mình trải nó ra. Marina to your register please. Marina to your register. Rồi đi vô đây là người bán đồng hồ. Trong đây bán đồ cũng độc, cũng lạ lắm. Nhiều cái mình ở ngoài mình không thấy được đâu. Giống như bạn đi chợ Quá Mạc, nó chỉ bán có một cái size đồng hồ đó thôi, hoặc là to hơn tí xíu, hoặc là nhỏ hơn tí xíu.
Nó cũng không có nhiều kiểu dáng độc lạ như là ở đây. Rồi khung ảnh ở đây cũng có nhiều nhiều kích cỡ. Có cả bán tranh nữa, không phải bán khung hình không nhưng mà người ta có tranh cho mình mua nữa. Ở đây nè, mình cũng thích, rất là thích tranh. Mấy cái bức họa này cũng đẹp. Nhưng mà nhìn thì đẹp thôi chứ mang về nhà treo thì nó không có hợp với ngôi nhà lắm. Mình phải coi coi cái nhà mình màu sắc nó làm sao mình mới phối được, chứ không phải là thấy tấm nào đẹp thì cứ mua về. Mình thì thích thiệt đó, nhưng mà bây giờ thì chưa có điều kiện với lại chưa có thời gian để mình ngồi mình suy nghĩ coi là phải treo cái gì treo cái gì. Trước mặt là những cái bức tranh bự, thì tất nhiên là những cái tranh này treo trong cái nhà thì không hợp rồi, nhà mình đâu phải bự đâu, phải treo trong những ngôi nhà bự thì nó mới đẹp. Thì tóm lại trong đây nó bán giống như một cửa hàng tạp hóa, nhưng mà nó sẽ không bán đồ ăn, không bán thực phẩm, không bán quần áo. Mình không thấy trong đây bán quần áo. Ở đây nha, để mình nói lại, cái chỗ này bán đồ để cho nhà cửa, trang trí nhà cửa ở trong dưới ngoài, khăn tắm hoặc là đồ máng, xà bông, gương, chén, dĩa, những cái gia vị mình nấu trong bếp. Vậy thôi, người ta không có bán nước giải khát, người ta không có bán quần áo mặc, không có bán xà bông, nước rửa chén gì ở đây hết á. Thì mình sẽ đánh một cái vòng ra trước, mình kiếm mấy cái mền cái rồi mình dông về nhà. Ở đây có một cái đèn cũng cái đồng hồ cũng ngộ lắm. Nó có ba cái đồng hồ giống như cái đèn giao thông vậy. Xong rồi nó có giờ London, giờ New York, giờ Los Angeles ở đây. Mà cái cây này nó bán mình 179 đô. Giờ mình đi ra lại cái khu bán mền. Thật vội vàng khi em yêu ra đi, ôm bao đau thương một mình anh lang thang trên bao con đường. Khi ta bên nhau thì nào ngờ đâu hai ta chia đôi. Vì em vẫn chưa quên người, người ta đã quên em rồi. Ôm bao đau thương thì một mình anh đây xin mang. Em hãy đi, em hãy quên tình ta đến đây chia lìa. Vì em chẳng yêu anh, vì em dối gian anh, vì anh đã tìm người. Đắng cay ôi sao người hỡi, một mình anh mang chiếc khăn tang cho ngày tháng mà mình bên nhau. Hãy hôn nhau đi lần cuối và rồi bước đi, giấc mơ vội tàn cho tháng năm vội vàng. Nếu em chưa quên tình cũ thì mình chia tay, đớn đau anh xin nhận hết, một mình anh mang. Chúc em luôn luôn hạnh phúc cạnh người em yêu, anh sẽ luôn gượng cười dù thấy em gần người. Trên đôi môi anh còn nghẹn ngào hương thơm đôi môi em, ôm bao đau thương một mình anh lang thang trên bao con đường. Khi ta bên nhau thì nào ngờ đâu hai ta chia đôi. Vì em vẫn chưa quên người, người ta đã quên em rồi. Ôm bao đau thương thì một mình anh đây xin ôm trọn. Em hãy đi, em hãy quên tình ta đến đây chia lìa. Wow. Cùng vô nha. Đắng cay ôi sao người hỡi, một mình anh mang chiếc khăn tang cho ngày tháng mà mình bên nhau. Hãy ôm nhau đi lần cuối và rồi bước đi, giấc mơ vội tàn cho tháng năm vội vàng. Cái này đem chưa quên tình cũ thì bỏ nước bỏ đá được vô đây. Xong mình muốn nước nào á, nước chanh, nước cam,